Đất nước Việt Nam hình cong chữ S, trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Phía Bắc có đường biên giới với Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và Campuchia. Cộng đồng người Việt gồm 54 dân tộc có truyền thống gắn bó đoàn kết lâu đời, cùng nhau bảo vệ xây dựng đất nước. Lào Cai là một tỉnh cực Bắc Việt Nam có thiên nhiên hùng vĩ, vẫn bảo lưu được nhiều nét văn hóa cổ truyền rất ấn tượng và hấp dẫn. Bãi đá cổ Sapa để lại vết tích mà người đời nay vẫn chưa giải mã nổi tiếng nói của ngàn xưa. Tại hang Hùm trên dãy Hoàng Liên Sơn đã phát hiện ra dấu tích của những người tối cổ đã sinh sống cách đây trên dưới 10 vạn năm. Tiếp đến, phát hiện ra nền văn hóa Sơn Vi phát triển ở trình độ cao hơn, trải dài từ tỉnh Lào Cai đến Hà Tĩnh. Với văn hóa Sơn Vi, hơn 1 vạn năm trước, con người đã biết chế tạo ra các công cụ lao động thô sơ từ đá cuội, đá quắc đít để cải tạo thiên nhiên, sinh cơ lập nghiệp. Lạng Sơn cũng là tỉnh địa đầu thuộc Đông Bắc Việt Nam có nhiều cảnh đẹp, nơi đã phát hiện ra nền văn hóa Bắc Sơn. Lạng Sơn có núi Tô Thị, có động Nhị Thanh Tam Thanh nổi tiếng, có thành nhà Mạc được xây dựng từ thế kỷ thứ 17. Các dân tộc vùng Đông Bắc, đặc biệt là người Tày, người Nùng, có nền văn hóa rất độc đáo. Lễ hội Lồng Tồng thể hiện ước nguyện được mùa, con người mạnh khỏe, sinh nhiều con cháu và hàm chứa nhiều giá trị lớn về dân tộc, nhân văn, nghệ thuật. Lạng Sơn cùng với tỉnh Hòa Bình, những nơi đã phát hiện ra nền văn hóa Hòa Bình Bắc Sơn. Với hàng vạn di vật được ghè đẽo bằng đá, cho thấy từ hơn 1 vạn năm trước, tại Việt Nam, một trung tâm nông nghiệp sớm nhất nhân loại đã ra đời. Theo quá trình tiến hóa địa chất, biển rút dần để lộ ra các vùng đồng bằng trù phú. Tục truyền rằng, thuở khai thiên lập địa, thần Lạc Long Quân đã đi khắp đất nước giúp dân diệt trừ quỷ dữ. Một lần trừ thủy quái, ông đã tạo nên một phần cảnh quan của vịnh Hạ Long, với những dãy núi nhấp nhô giống như một bầy rồng ngâm mình dưới nước. Hạ Long đầy ấn tượng về một tuyệt tác hiếm hoi do tạo hóa ban cho con người, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, là một trung tâm du lịch lớn nổi tiếng nhất của Việt Nam. Hải Phòng là một cảng biển lớn ở phía Bắc Việt Nam. Hải Phòng còn bảo tồn nhiều di tích lịch sử, văn hóa giá trị. Đặc biệt, có các đình chùa với kiến trúc điêu khắc rất lạ. Với di chỉ khảo cổ Cái Bèo, chứng tỏ từ hơn 6.000 năm trước đã có con người đến sinh sống, tạo dựng nên phong tục nơi đây.
Khu nghỉ mát Đồ Sơn, Hải Phòng từ lâu đã rất nổi tiếng. Hiện nay đang được xây dựng thành một trung tâm du lịch và giải trí. Việt Nam có đất đai và biển cả. Theo tục truyền, Lạc Long Quân lấy nàng Âu Cơ sinh được 100 người con, 50 người theo cha xuống biển, 50 người ở lại trên núi với mẹ. Người con trưởng sau lên ngôi vua, xưng là Hùng Vương. Cách đây 80 năm, đã phát hiện ra những di chỉ thuộc thời kỳ đồ đá mới và đồng thau được gọi là văn hóa Đông Sơn. Với các di chỉ phát hiện tại các nơi khác và đền Hùng cho thấy, từ hơn 4.000 năm trước, vua Hùng đã lập nên quốc gia Văn Lang, nhà nước sớm nhất trong khu vực Đông Nam Á. Lễ hội đền Hùng được tổ chức rất trọng thể vào mùa xuân hàng năm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã tạo nên quốc gia, tạo nên nền văn minh lúa nước mang bản sắc độc đáo riêng của Việt Nam. Tuy trải qua những biến thiên lịch sử, đồng bằng Bắc Bộ vẫn bảo lưu được nhiều di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu nhất của người Việt. Đặc biệt văn hóa làng xã, kiến trúc, điêu khắc đình chùa, dân ca, vân vân là những tài sản văn hóa vô giá. Lần đầu tiên vào năm 208 trước công nguyên, Hà Nội đã là thủ đô. Nhiều triều vua sau đó đã lấy Hà Nội làm kinh đô nước Việt, và Hà Nội kể từ khi Lý Công Uẩn đọc chiếu rời đô đến nay đã được 1.000 năm. Hà Nội có một hàng ngàn năm văn hiến. Tới nay, các di tích ở Hà Nội còn lại tuy không nhiều, nhưng có giá trị văn hóa, lịch sử rất cao. Hà Nội có nhiều đền chùa cổ kính, kiến trúc điêu khắc hết sức độc đáo mang bản sắc văn hóa Việt Nam. Hà Nội nổi tiếng thanh lịch vì có nhiều hồ đẹp, rợp bóng cây xanh. Đền Lộc Sơn, cạnh hồ Hoàn Kiếm. Trong Quốc văn giáo khoa thư do Việt Nam Tiểu học Tùng Thư xuất bản năm 1948, có viết là Đền Lộc Sơn được làm từ đời nhà Hậu Lê đầu thế kỷ thứ 15, trên một cái gò nổi bên cạnh hồ. Người đi lại phải qua một cái cầu bằng gỗ, bây giờ được sơn đỏ, gọi là cầu Thê Húc. Từ ngoài đi vào, bên trái có một cái núi đá nhỏ nhân tạo. Trên đó xây cái tháp chuông, mà ngọn là một hình tượng cái ngòi bút, đề là Bút Tháp. Đến gần cầu, trên cửa tò vò còn có một phiến đá lớn được gọi là Nghiên Đá, Nghiễn Đà. Đền Ngọc Sơn thờ thần văn xưa, tức vị thần coi về văn học nên mới có nghiên mực và cây bút phụ vào đó. Trước cửa đền có nhà thủy tạ gọi là Trấn Ba Đình, dựng bia đá ghi sự tích lập đền của nhà Hậu Lê. Hồ có tháp rùa, là một tháp kỷ niệm sự tích rùa thần đã dâng kiến cho vua Lê Lợi 10 năm đánh đuổi quân nhà Minh bên Trung Hoa. Ninh Bình có đền thờ vua Lê Đại Hành thời Tiền Lê vào cuối thế kỷ thứ 10 ở nước ta, tức cách đây trên 1.000 năm lịch sử. Vua Lê Đại Hành tên thật là Lê Hoàng, thập đại tướng quân, vị quan võ đầu triều nhà Đinh, đã xưng vương để chính thức chống lại quân Trung Hoa đời nhà Tống, giữ vững bờ cõi nước Việt trong thời đại tạo dựng nền độc lập tự chủ của dân tộc ta. Do đó, một lễ hội truyền thống hàng năm đã tiếp nối diễn ra tại đền thờ này cho đến bây giờ. Ngay bãi đất trống mở vào cửa tam quan đền trong thung lũng, cây cờ phướng vươn cao trên bầu trời đầy sương sớm. Hai chữ Thiên Phúc phất phới in trên nền cờ phướng, nói lên ước vọng ngàn đời của con dân Việt là được hưởng ân phúc thiêng liêng. Đám rước dân lễ vật cúng tế cùng nhã nhạc cất lên giữa tầng tầng lớp lớp đồng bào ta trễ hội. Nghệ An với đền thờ Thục An Dương Vương. Thục An Dương Vương là vua xứ Âu Lạc, tức nước Việt Nam ta bây giờ. Thục phán lên ngôi vào năm 255 trước công nguyên,
đóng đô ở Phong Khê, huyện Đông Thanh, tỉnh Phúc Yên, là cái nôi rất sớm của tổ tiên dòng giống Lạc Việt. Nơi đó có thành Cổ Loa, theo sự tích xây hình trơn ốc cho thần Kim Quy mách bảo. Nơi đó có nỏ thần của thần Kim Quy, giúp Vua Thục giữ nước. Tiếp nối sức dùng lên của dân Việt qua hai bà Trưng, bà Triệu Ẩu đã dùng lên vào năm 248 sau Tây Lịch để chống lại sự đô hộ của nhà Đông Ngô bên Trung Hoa. Thôi nước biển cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá tràn kình ở biển Đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ta ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời, cúi đầu, cong lưng, làm tỳ thiếp cho người ta. Lời bà Triệu đã lưu danh muôn thuở. Có lẽ vì thế mà tại đền thờ bà, hàng năm vẫn đặc biệt có một toán cung văn, toàn phụ nữ hát chầu văn, tế lễ bà. Đến nay vẫn tồn tại. Từ các nền văn hóa trên đã hình thành nên kỷ nguyên văn minh dựng nước đầu tiên của các tộc người ở Việt Nam. Nhưng kể từ khi dựng nước tới nay, Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Nhiều tượng đài lớn được dựng lên, tôn vinh các vị anh hùng, các chiến công hiển hách của toàn dân tộc. Hình ảnh Hưng Đạo Vương làm sống lại chiến công lẫy lừng trên sông Bạch Đằng, ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông. Vào thế kỷ thứ 18, Quang Trung Nguyễn Huệ đánh đuổi quân nhà Thanh, thống nhất đất nước, lập kinh đô tại Huế. Phần lớn kinh thành Huế còn lại ngày nay được xây dựng từ năm 1805, thời vua Gia Long, là sự kết hợp tài tình giữa kiến trúc Đông và Tây. Năm 1993, Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cứ 2 năm một lần, Festival Huế được tổ chức, là dịp văn hóa Việt Nam giao lưu với văn hóa bạn bè nhiều nước trên thế giới. Huế có nhiều khách sạn kiến trúc tiện nghi theo kiểu cung đình. Ta có dịp thưởng thức nghệ thuật ẩm thực hoàng gia. Được ngắm nhìn các cô gái dịu dàng trong những tà áo dài tím Huế. Trong cuộc sống hòa bình, cảnh quan nơi đâu cũng tươi đẹp. Động Phong Nha ở Quảng Bình mới được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Từ Bắc vào Nam, ngoài những thắng cảnh di tích ở Huế, Hội An là địa danh du lịch rất nổi tiếng của Việt Nam, là một trong 5 địa danh ở Việt Nam được UNESCO ghi tên vào danh mục Di sản văn hóa thế giới. Bản năng con người luôn khát khao khai cảnh những vùng đất mới. Quá trình lập quốc của Việt Nam gắn liền với sự giao hòa của các nền văn hóa các dân tộc, vùng miền khác nhau. Tại Sa Huỳnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi và nhiều nơi khác ở miền Trung, đã phát hiện ra nền văn hóa Sa Huỳnh khá phát triển, có niên đại khoảng 2.000 năm trước. Văn hóa Sa Huỳnh trải dài từ Quảng Bình qua Tây Nguyên tới Đồng Nai. Có thể, văn hóa Sa Huỳnh đã phát triển thành văn hóa Champa sau này. Trong quần thể Tháp Bà ở Nha Trang được xây vào khoảng năm 813, gồm có 4 ngọn tháp, trong đó thờ nữ thần Niana, thờ thần Krikambuhu và thần Yanika. Nhiều tác phẩm điêu khắc Champa nổi tiếng được đưa về trưng bày và bảo quản tại Viện Bảo tàng ở Đà Nẵng. Mỹ Sơn với hơn 70 công trình được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 13 là trung tâm kiến trúc quan trọng nhất của văn hóa Champa.
Năm 1999, Mỹ Sơn được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hàng năm, nhiều lễ hội truyền thống Champa được tổ chức nhằm bảo tồn, tôn vinh các giá trị truyền thống lớn về dân tộc, về lịch sử và văn hóa Champa. Thành phố Nha Trang, tỉnh lỵ của tỉnh Khánh Hòa, là một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam với bãi biển đẹp dài 7 km cùng hàng chục chùa chiền và phong cảnh ngoạn mục. Chùa Long Sơn với ngôi tượng Phật lớn dựng trên đỉnh núi là ngôi chùa có quy mô lớn nhất trong hơn 20 ngôi chùa ở Nha Trang. Chùa và ngôi nhà thờ cổ kính Nha Trang rất cuốn hút du khách tới tham quan. Dọc trung bộ có nhiều rừng dừa sum suê đơm trái, phủ dập một màu xanh mướt, thanh bình. Từ miền Trung ngược lên phía Tây là Tây Nguyên hùng vĩ với bản sắc văn hóa Tây Nguyên độc đáo. Thủ phủ của tỉnh Đắk Lắk là Buôn Ma Thuột, địa danh nổi tiếng. Ngày nay, thị xã Buôn Ma Thuột tuy đổi mới khang trang hơn trước nhiều, nhưng đằng sau những công trình đồ sộ vẫn ẩn chứa những nét văn hóa cổ truyền của riêng Tây Nguyên. Có pho sử thi truyền khẩu đan san đồ sộ, có kiến trúc nhà rông, nhà sàn độc đáo và có văn hóa nhà mồ đầy bí ẩn. Đàn đá, đàn nước, cồng chiêng là các nhạc cụ đặc trưng làm tưng bừng những lễ hội ở Tây Nguyên. Hội đua voi Buôn Đôn được tổ chức vào tháng 3 hàng năm là sự kiện văn hóa lớn tôn vinh tinh thần thượng võ, dũng cảm của những người giỏi săn bắt và nuôi dưỡng voi rừng. Lên Tây Nguyên không thể bỏ qua được Đà Lạt, một thành phố nghỉ mát nổi tiếng thuộc tỉnh Lâm Đồng. Đà Lạt nổi tiếng về hồ, thác nước và rừng thông. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp đầy ấn tượng, hài hòa và quyến rũ. Đà Lạt có hàng trăm biệt thự kiểu phương Tây xinh xắn, nét trong bóng lá, cây vườn. Có nhiều công trình kiến trúc đẹp nổi tiếng là nhà ga, nhà thờ Đà Lạt, vân vân. Đà Lạt hiện đang chuẩn bị kỷ niệm 110 năm kể từ khi được bác sĩ Nhận Xanh phát hiện năm 1893. Đà Lạt là xứ sở của rất nhiều loài hoa đẹp. Và sân golf được xây dựng trên đồi Cù là một khu thể thao giải trí đẹp, lý tưởng về nhiều mặt. Chiều tối, khí trời se lạnh, sớm mai sương mù lãng đãng giống như nhiều thành phố châu Âu.